cập nhật những tin tức thời tiết mới nhất. thưa quý vị nắng nóng là những gì mà người dân miền bắc có thể cảm nhận trong nhiều ngày gần đây. tuy nhiên thì từ chiều tối ngày 1 tháng 8 các tỉnh miền bắc bước vào chuỗi ngày mưa lớn, trong khi nam bộ và tây nguyên, nam trung bộ tiếp tục mưa rông vào chiều tối. do ảnh hưởng của dạnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối nay ngày 4 tháng 8 miền bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Dự báo từ ngày 5 tháng 8 mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi. Trong các ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Trước khi đón mưa rông, miền Bắc hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, vùng núi cao dưới 24 độ, gió nhẹ do mưa rông xuất hiện ngay sau ngày nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ. Dự báo từ ngày 5 tháng 8, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to kéo dài đến khoảng ngày 7 tháng 8. Sau đó khoảng ngày 10 đến 12 tháng 8, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An lại đón mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 4 tháng 8 trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc, xét và gió rất mạnh Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ Dự báo từ nay đến ngày 9 tháng 8 Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và tối Cục bộ có mưa to Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nắng gián đoạn Dinh chiều và tối có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa to Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ có nơi trên 30 độ nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi nắng gián đoạn riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ có nơi trên 33 độ nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ